Vi các bạn ơi, Vi BTS fan. Oh my god. Không thể tin nổi. Thì ra đây là đâu. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Thì mình lại là Ruby đây và vẫn là mình và mãi là mình với lại kênh của mình mà. Đúng, đúng. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một clip về Omi TV. Đó, thì có thể là các bạn nào mà các bạn chưa biết là mình đã không còn làm video về Omi TV chứ cách đây cũng được 3 tháng thì là rất là nhiều rồi các bạn ơi. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với Omi TV. Hiện tại là bây giờ đang có 132.792 người đang hoạt động các bạn đó. Và bây giờ mình sẽ thử nha. Đấy, và trước khi bắt đầu với video Omi ngày hôm nay, anh em đừng quên là tham gia vào group Ruby Family của mình, theo dõi fanpage Ruby và theo dõi Facebook Nguyễn Châu Kim Quỳnh của mình nha. Hãy nhớ là hãy subscribe kênh Nick Ruby làm về Minecraft của mình nha. À quên nữa anh em ơi, đấy, anh em đừng quên là hãy tham gia vào group Ruby Family của mình để có thể giúp mình lên được con số là 100k thành viên ở trên group đi các bạn ơi. Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với video mới rồi nào. Yeah. Đây, hôm nay đây là cái outfit ngày hôm nay của mình. Nhưng mà không, ôi trời ơi, hiện nay của mình có cái quần, nói chung thì mình đẹp đẹp phần trên được rồi các bạn ơi, còn phần dưới không đẹp thì kệ đó các bạn ấy, không sao cả. Đấy, phần trên ngồi đẹp đẹp, chảy chuốt, đẹp trai các thứ là nó tuyệt vời rồi. Ok, ok, bây giờ là tôi sẽ bắt đầu vào luôn nha. Ok nha, bây giờ vào thì tôi sẽ che che này nè. Thế là tôi sẽ để xuống để coi có ai bất ngờ nha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn về là kiểu Việt Nam trước nha các bạn này. Ủa, nhận ra hả? Hello. Ủa? Hello hai đứa nha, chúc hai đứa buổi tối vui vẻ nha. Hello nha. Oh my god, các bạn ơi, mình gặp hai bạn fan các bạn ơi. Đây là hai bạn fan nhỏ nhỏ, cute, xinh xắn, vui que đấy. Oh my god, lâu lắm rồi tôi chưa làm Omi mà rất là nhiều bạn fan cũng lên đây á các bạn. Đấy, cũng lên Omi chơi thường xuyên nên là thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để xem coi. Để coi coi Omi có ai nhận ra mình hay không nha các bạn. Tiếp tục nào. Làm gì đấy? Ôi, em chào em nha, em là em lại đeo mặt nạ gì đấy? Ruby hả? À, vậy không phải Ruby. Uầy, mặt nạ của em ngầu ấy, em lên đây em ăn tối chưa nhỉ? Ngon rồi. Uầy, còn có uầy, còn có mặt, còn nhiều mặt nạ ấy. Uầy, rồi, anh đi chơi Halloween nè em. Ờ, đúng rồi. Uầy, ghê, chúc em buổi tối vui vẻ nha. Con chào chị nha. Oh my god các bạn ơi, trời ơi, lại có người biết mình là Ruby nên là mình sẽ giả vờ mình không phải là Ruby các bạn. Ok, tiếp tục nào. Oh my god, mình vừa mới mở cái tay ra là bạn ấy đi rồi các bạn. Oh my god. Okay. Chị Hương ơi, chị Hương ơi, chị đây này, chị Hương ơi, kìa, chị Hương ơi, chị Hương ơi, hello mấy đứa nha. Cảm ơn nha. Chúc Vi được buổi tối vui vẻ nha. Đúng là cái kiểu này, đúng là lần trước có một bạn comment là chơi Omi TV có ngày gặp Ruby TV. Đúng luôn nha. Ok, ok, chơi tiếp tục rồi các bạn ơi. Quê quá. Tôi vừa mới mở cái tay ra là bạn ấy đi luôn rồi. Oh my god, ok.
chị lỡ nào hay chị bỏ rơi em vậy? Trời ơi, tôi vừa mở ra hai chị thấy mình hai chị kẹo biến mất luôn. Biến mất mà không cái gì, không nói cái gì luôn các bạn. Oh my god. Hello. Ui, ui, xin đi. Ui, chị Ruby. Hello. Buồn ghê chị Ruby. Gặp được ai đu. Ôi, em là người miền Trung à? Dạ. Em có thể nói một câu đó tiếng Trung miền Trung cho nghe cho chị nghe mới được không? Good morning. Tới chưa? Mình bảo em ấy là em có thể nói một cái câu tiếng Trung rồi đó chị, kêu gì mình nghe được không? Bị bán tiễn mình đi luôn. Ồ, phải chữ. Hello em. Rồi em xinh á, em xinh á, em bao nhiêu tuổi rồi? Ôi, xinh á. Quê em ở đâu? Thái Bình. Thái Bình á, ôi. Vậy là em cùng quê với anh Sơn Tùng MTB rồi. Đâu? Ok, cảm ơn bé nha. Chúc bé buổi tối vui vẻ nha. Oh my god, bé này xinh phải chữ các bạn ơi. Ok, tiếp tục nào. Chào bạn nhé. Còn biết cái gì mà sợ sao hơn. Tôi đã bỏ Umi lâu lắm rồi mà bây giờ tôi quay lại xong cái tôi chào bạn nó xong hay là bạn nó đi luôn các bạn. Ảo thiệt chứ. Nghe là biết đau đớn con tim rồi các bạn. Vi các bạn ơi, Vi BTS fan. Oh my god. Không thể tin nổi. Thì ra đây là đau bóng. Ra đây là cảm giác khi ta vỡ mộng. Mình bị lừa thôi. Mình bị lừa thôi. Dù mình biết là mình đang bị lừa nhưng mà tự nhiên á, lỡ như mình đang chơi cái Omi TV mà mình gặp ngay Vi, ngay thành viên của BTS thì mình xỉu cái đùng luôn đó ba ơi, trời ơi. Chị Ruby à? Chị đâu phải Ruby đâu. Đâu phải Ruby đâu. Bốc phép. À, không phải chị Ruby. Đúng rồi, cho chụp ảnh này. Ok. Thôi, điện thoại hư rồi, không chụp được gì ạ. Phải tôi đấm cho mình nha. Ok nha, ok chị cảm ơn nha. Ok các bạn ơi, thường thì những rất là nhiều người trên Umi TV sẽ nhận ra mình các bạn. Ảo thì chứ mình cũng không biết là tại sao lại nhận ra mình nữa. Ok tiếp tục nè. Ôi cái tim. Ai, hello. Hello bạn nha. Ôi bạn biết đàn à? Ừ tao biết đàn. Hey, bạn có thể nào đàn cho tớ nghe một bài nhạc được không? Rồi tất nhiên. Ôi, mình rất là vui khi được nghe bạn hát nha. À, bây giờ nó đang trend bài trên tầng lầu thì mình hay theo trend đi ha. Ok. Ok, từ mình dò tông cái. Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ mất em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai buồn tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề sai, em đâu thể mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao điểm đau, em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu? Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc? Có đáng để buồn đâu? Dù kề môi em nóng, khoảng phút chốc đã vơi âu sầu. Hay quá bạn ơi! Hay quá! 10 điểm! 10 điểm!
Cảm ơn bạn nha, chúc bạn buổi tối vui vẻ nha, cảm ơn nha. Rồi, bye bye bạn. Mình rất là dễ gặp mấy ông hay đàn ca hát luôn nha các bạn ơi, ui rồi ảo thực sự luôn. Là chị ca mui là mình bất ngờ em. Quê thiệt chứ, buồn thiệt chứ các bạn, trời ơi. Ok, tiếp tục rồi các bạn ơi. Trời ơi, tôi vừa gặp được gái xinh các bạn ơi. Trời ơi, ok các bạn ơi. Thì chắc là mình cũng xin kết thúc video tại đây quá các bạn ơi. Đó, thì sau khi mà tôi quay lại với cái Omi này thì tôi cảm giác như các bạn biết cái gì không? Tôi cảm giác như là kiểu tôi bị tất cả mọi người trên Omi xa lắm tôi các bạn ạ. Ôi vãi cái chưởng thực sự luôn. Đấy. Thì nhưng mà được cái là video Omi ngày hôm nay của tôi tuyển tôi gặp được V BTS các bạn. Ảo hoa cái hay vậy các bạn ơi. Ok, chắc là mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thấy video này hay, muốn like, share, subscribe, nhấn cái đồng hồ kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người vào video mới một ngày mai nhé.